Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của em. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới cái drama dành nhà cho ở nhờ của mẹ hai mẹ con Cám nha cô chú anh chị ha. Và đặc biệt thì Hồng Loan mới vừa ăn thêm một cái đơn nữa cô chú anh chị. Mà cái đơn này rất là xàm luôn. Và đơn này do ai và bị gì á thì em sẽ chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Còn cái thông tin thứ hai đó là liên quan tới những cái phát ngôn. Thì ngày hôm qua thì chú Thiên Bảy cũng lên live stream và lại tiếp tục có những cái lời nói và phát ngôn thật sự gây bức xúc cộng đồng mạng. Và bức xúc ở chỗ nào thì em sẽ chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Và cái thứ ba là liên quan tới câu chuyện pháp lý của chị Hồng Loan là như thế nào ha cô chú anh chị ha. Đó, cô chú anh chị nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ cái video này lên các hội nhóm trang để mình cùng lan tỏa những cái thông tin này, để mà cho những cái kênh đừng có đi xuyên tạc nữa ha cô chú anh chị ha. Thì cái thông tin đầu tiên á, thì ngày hôm qua quý vị thấy rằng á, nhạc sĩ Cao Minh Thu kết hợp với ca sĩ Ngọc Trâm Anh đã cho ra bài hát là Sao Kê. Thì thật sự ra trong bài hát này á, nếu mà gặp em á, em nhìn nhận á, thì nó y chang như nó kể lại cái câu chuyện mà chúng ta đã nhìn nhận trong suốt hơn một năm qua đó. Và cái phần mà lời nhạc rất là hay, cô chú chị nào ai chưa xem á thì xem cái bài Sao Kê ha cô chú chị ha. Được trình bày của ca sĩ Ngọc Trâm Anh ha cô chú anh chị ha. Nào là họp báo, nào là live stream, nào là quyên góp này kia, rồi hứa không sao kê này kia, thậm chí là có chấm lên một cái con ve trên mặt nữa, làm điểm hình cho một cái nhân vật nào đó ha cô chú anh chị ha. Khiến cho mọi người rất là hạ dạ khi mà đã nhạc sĩ Cao Minh Thu đã sáng tác một bài rất là hay để nói lên cái sự mà gian xảo của mẹ con cô Sáu, cũng giống như là cái việc mà đi tranh giành tài sản của những người em ha cô chú anh chị. Người ta sáng tác vậy á, mình có tật thì mình rụt rịch thôi, đúng không cô chú anh chị? Chứ người ta đâu có nói tên, nói họ hay là nói bất cứ ai đâu. Vậy mà tối ngày hôm qua, sau khi mà cái ca khúc được đăng lên, được nhiều người ủng hộ, thì nhảy đành đạch lên và nói rằng như thế này nè cô chú anh chị, sẽ lập vi bằng và kiện đối với nhạc sĩ Cao Minh Thu và đối với cái người mà trình bày ca khúc đó vì lý do gì? Nhục mạ, vu khống gia đình đó. Thì thật sự cái bài hát đó, một giai điệu cũng dễ thương, cái đó nó là một cái tình trạng của xã hội thôi, chứ có nói ai đâu. Mà vậy cũng lập vi bằng, cũng kiện. Đợt này nhạc sĩ Cao Minh Thu cũng hơi mệt mỏi ha. Đợt trước thì là không phải của mình, do anh Quách Tấn Du trình bày thôi mà đã bị khởi kiện rồi. Đợt này thêm lá đơn nữa, khổ cho anh nhạc sĩ quá. Mình sáng tác nhạc mà phải giờ là phải xin phép mẹ con cô Sáu, xin phép chú Bảy, thứ Bảy, bài nào mình được hát, bài nào mình được sáng tác mới được, chứ không thôi là ăn đơn dễ như chơi của chú anh chị. Em thấy sao đối với mẹ con cô Sáu của chú anh chị? Giống như là cái việc mà lập vi bằng hay cái việc mà gửi đơn, gửi kiện một ai đó, nó rất là dễ. Họ không có ngần ngại gì cái việc mà đi lập vi bằng phải tốn bao nhiêu tiền hết. Chỉ cần là có cơ hội lập vi bằng là họ sẽ lập, để mà họ đáp trả lại những người mà không yêu mến họ, cũng giống như là những cái người mà khịa họ hay là gì này kia đó. Đó. Chứ em nói thật sự ra kiện mấy vụ này thì ai mà xử lý của chú anh chị? Trong khi tác giả thì chỉ sáng tác một cái bài hát bình thường thôi, đâu có nói tên tuổi hay là ai, bất kỳ ai đâu. Tự mình thấy nhục rồi tự mình thấy giống như là chúng tâm đen của mình, nên bây giờ nhảy đành đạch lên đầu sách đơn đi kiện ha. Mà cái người quan ức nhất là Hồng Loan của chú anh chị. Thì Hồng Loan lại vô tình lại ăn cái lá đơn của chú anh chị. Là sao? Là giống như là vu cho Hồng Loan là gì, cấu kết với nhạc sĩ, với ca sĩ để mà xuyên tạc, nhục mạ, gì lập hội nhóm để mà tấn công gia đình qua không gian mạng. Trời ơi trời, em nói thiệt chứ Hồng Loan người ta không có thời gian để mà ngủ luôn á, chứ đâu mà lập hội nhóm này kia. Người ta đi bán hàng, xong người ta chăm sóc cho con cái, xong rồi người ta lo đi hát, người ta lo đi ra tiệm, ra shop này kia để người ta quản lý, rồi người ta đi diễn kịch đó. Có thời gian đâu mà lại nói rằng Hồng Loan xúi dục này kia, đúng không cô chú anh chị?
À, vậy mà cũng kiện Hồng Loan em thật sự thua luôn cô chú anh chị. Bởi vì đụng tới gì cũng kiện, đụng cái gì cũng kiện hả. Bởi vì quý vị thấy Hồng khổ không hả? Bởi vì nhiều cô chú anh chị còn trách Hồng Loan là tại sao không làm cái này không làm cái kia nữa. Quý vị thấy đi, có thời gian đâu hả? Chưa kịp nghỉ ngơi nữa là Vi Thông là phải giác mặt để lên cơ quan chức năng để mà làm việc. Nó hở sơ hở cái là bị kiện, mà bị liên đới nó cái gì cũng là do Hồng Loan nó xúi đó. Do Hồng Loan nó kêu đó, này kia đổ hết Hồng Loan rồi chú anh chị. Thật sự nếu mà Hồng Loan mà là một con người mà mưu mô xảo quyệt như vậy á, thì em nói thật sự với cô chú anh chị rằng á, Hồng Loan là cái người mà sẽ đứng lên mà kêu gọi cái tiền quyên góp cho ông Năm. Và cũng chẳng ai nói được gì hết, tại con người ta kêu gọi thì cái chuyện rất là bình thường. Và cũng chẳng ai bắt Hồng Loan phải sao kê hết, tại vì con. Nhưng mà tại sao lại để cho mẹ con cô Sáu, đúng không cô chú anh chị? Và tại sao lại để cho cái cô Kim Hô lại dọn đồ ra khỏi nhà, trong khi quý vị không, cái nhà không còn cái gì luôn. Em nói thiệt cô chú anh chị mà nhìn lại thời điểm đấy, công nhà không còn cái gì luôn. Ủa bộ Hồng Loan là biết trước là sẽ có bà Ni đến đây giúp, hay là biết trước là Vũ Luân sẽ lên tiếng, biết trước là chị Ni sẽ lên tiếng, biết trước là chị Ba Bình Tinh sẽ giúp đỡ sao, hay biết trước là những cái người khác sẽ ủng hộ sao, đúng không cô chú anh chị? Đúng không? Bởi vậy quý vị không, nếu mà nói vậy á, thì thật sự ra Hồng Loan không có ngày hôm nay đâu, không bị mẹ con cô Sáu ăn hiếp đâu. Đó, chứ đừng có bày đặt mà bây giờ cái lên cái gì cũng đổ thừa cho Hồng Loan, ngày mai ra đường lỡ bị cái gì cũng là Hồng Loan, gì cũng Hồng Loan thì thua luôn, đúng không cô chú anh chị? Đó, đó là cái thông tin đầu tiên mà em muốn chia sẻ quý vị xem như thế nào. Quý vị để lại cái phần bình luận phía dưới coi có đúng theo ý của em không. Đó, cái thông tin thứ hai thì quý vị thấy rằng chú thứ bảy dạo này rất là tích cực livestream ha cô chú anh chị ha, chắc rằng là bán không được ế nên có thời gian nhiều livestream ha cô chú anh chị ha. Và đặc biệt rất là khoe, cứ lên nói rằng chú bảy bệnh này kia, thì không biết ngụ ý là gì, thì chắc là chú bảy bệnh nên cần có tiền mà chữa trị này kia. Các con yêu mến gia đình ruột thịt của ông Năm, đầu tiên là khoe giống như là sự yêu thương của ông Năm dành cho những đứa em mình. Sau đó là khoe chú bảy bệnh lắm, sợ chú bảy đi theo ông Năm bị bệnh trầm cảm này kia. Rồi chú bảy khi nằm mơ thấy anh Năm còn sống này kia, trời ơi, nghe nói em kể là thật sự em ớn ốc luôn cô chú anh chị. Tại sao em ớn vậy? Tại vì em thấy được có những cái biểu hiện của chú anh chị. Quý vị thấy đi, nếu mà thương á thì đâu cần phải mắc mới thương, lúc còn sống sao không thương? Tại sao lúc không còn sống nó không qua chăm sóc ông Năm, lúc còn sống nó không qua yêu thương ông Năm, lúc trong bệnh viện nó không vào chăm sóc, không vào thăm, không vào hỏi han nó? Lúc ông Năm còn sống tại sao lên những bài status chắc rằng á, là người trong gia đình gì không yêu thương nhau, không giúp đỡ này kia? Tại sao lúc còn sống hại ông Năm phải mất ăn mất ngủ mà vì bán mấy cái nhà để giúp em mình, đúng không? Mà bây giờ mất đi cái thương lắm. Đặc biệt cái vị này thứ bảy ngày hôm qua với chú bảy có nói thêm một số câu như thế này nè cô chú anh chị. Đầu tiên á là thím bảy nói anh Năm á, là nói với thím bảy, trời ơi dạo này giống như là ông Năm thân với thím bảy lắm cô chú anh chị, không biết thân từ khi nào hả cô chú anh chị. Hai bữa hổm thì khoe rằng anh Năm rất là thương thím bảy, hôm nay là nói là thím bảy nói rằng anh Năm nói với thím bảy là chú bảy á là rất là yêu nghề, chỉ có nó mới có thể mà thay thế anh Năm, và có nó là quan trọng nhất trong lòng của anh Năm. Ghê không cô chú anh chị? Em nói thiệt chứ không biết là anh Năm nào nói với thứ bảy, chứ thật sự không phải là ông Năm đâu, ông Năm ông Hoàng đâu. Trời ơi, chú bảy rất là yêu nghề, em nói thật sự yêu nghề thì làm gì mà trong suốt cái thời gian qua mà có ông, lúc ông Năm còn sống đó, dưới sự dẫn dắt và giúp đỡ của ông Năm đó, tại sao không nổi tiếng mà đòi thay thế, đúng không cô chú anh chị? Mà lại ăn chơi để nợ nần này kia đó, chính ông Năm nói đó. Ông bảy nó báo tao 2 phần, ông sáu nó báo tao 11 phần đó, 2 phần nữa quý vị thấy không, là hết 2 căn nhà, 2 căn biệt thự đó cô chú anh chị. Đó vậy mà quý vị thấy không, bây giờ người ta tra lại những cái status mà trước đây á chú bảy từng viết để trách hờn ông Năm vì ông Năm không giúp đỡ đâu cô chú anh chị. Nếu mà yêu nghề thì tại sao không lo diễn nghề mà lo ăn chơi này kia để ông Năm phải trả nợ? Mà quan trọng quá ha, tại sao lúc mà còn sống không chạy qua nói anh Năm ơi, anh Bảy phải là người quan trọng nhất trong lòng anh Năm hay không, rồi quay phim quay đô lại. Bây giờ là khi ông Năm mất cái mình nó, mình mở miệng ra nói người ta nhét chữ vào cái người đã khuất, mà mình mới là cái người mà nhét chữ vào cái người đã khuất, đúng không cô chú anh chị? Đó, em nói thiệt chứ
không có người ba nào á. Em nói thiệt cô chú anh chị chứ, qua cái câu chuyện của Bùm Bùm thôi là em thấy rằng á, là chú Bảy ông không có lòng thương rồi. Đối với con ruột của mình, con ruột nha, mà còn đối xử kiểu đó thì nói chung là ông anh thì nhằm nhò vậy cô chú anh chị. Mà con ruột đây á, đang bụng mang dạ chữa, mà con ruột đây á là luôn yêu thương ba mình, luôn nói tốt cho ba mình, luôn bảo vệ ba mình. Thậm chí trước đây ba mình khó khăn, qua nhà ngoại cũng bên ngoại cũng giúp đỡ luôn. Mà bây giờ con gái mình á, đang bụng mang dạ chữa như thế này đó, mà nở lòng nào lên mạng để mà từ con hết lần này tới lần khác. Rồi trong cái ngày mà con mình á, đang sanh á, đang nguy hiểm đó, thì khoe hình khoe sinh nhật này kia, rồi rồi nào là tăng bốc bà thím bảy cái lên này kia. Trời, em nói thật sự chứ quá ghê gớm. Em nói thật sự, bà Bông nói rằng là chú Bảy ăn bùa mê thuốc lú gì của cái thím bảy này, thì em nói thật sự ra cũng chỉ một phần thôi, nhưng mà thật sự cũng trách chú Bảy một phần. Một người đàn ông mà không đứng lên được bảo vệ con gái của mình nữa. Người ta nói là có con bỏ ba mẹ, chứ ba mẹ nào mà bỏ con, đúng không? Con hư là tại mẹ, đúng không? Mình không dạy dỗ nó được thì mình là cái người sai nhất. Mình lấy cái quyền gì mà mình từ nó, trong khi phải chi nó lên mạng nó hỗn hào, nó làm này làm kia, phá làng phá xóm, hoặc nó làm cái gì vi phạm pháp luật, hoặc là nó gọi là bất hiếu đi, thì mình từ nó, không không nói gì. Nhưng mà thật sự ra từ người ta cũng được cái thời gian mà con mình đang khỏe mạnh mới từ, chứ ai mà lựa con mình đang bụng mang dạ chữa sắp tới ngày sanh như vậy mà lại từ, đúng không cô chú anh chị? Đằng này quý vị thấy rõ ràng đối với tình cảm cha con ruột thịt mà chú Bảy còn vậy, thì đối với ông anh mình như thế nào, làm gì thương? Bởi vì tại sao mà trước đây á, khi ông Năm á không giúp ông Bảy này nữa á, quý vị thấy không, là lên đăng status trách móc liền, trách móc công khai liền của chú anh chị, thấy không? Phải đau đớn rất là nhiều chú anh chị. Mà em nói thiệt chứ, giả sử như á, một người mà có tình thương, đúng không, ông anh nào cũng là anh Năm dù có giàu có cũng là anh Năm, mà anh Tư dù có nghèo khó cũng là anh. Mình thương anh Năm thì mình phải thương anh Tư, chứ không phải mình thương ông anh mà ông giàu có, ông có tên tuổi, ông nổi tiếng, rồi ông anh mà không có giàu có thì mình lại không thương. Tại sao nó không thương ở đây? Không thương ở đây đó, quý vị thấy đó rõ ràng. Là quý vị không, đâu có thờ anh Tư, hoặc là cũng không có mà khoe giống anh Tư này kia, mà tối ngày cứ đi giống anh Năm bàn thờ á, thì tranh giành anh Năm thì tranh giành làm cho bự, làm cho đẹp, còn anh Tư thì sao? Mình làm như vậy mình không thấy nhục, mình không thấy có lỗi với người anh của mình sao? Nhiều khi mà thấy buồn cho chú Bảy á, nó buồn cho ông Năm nữa gì, tại sao lại có một cái người em mà như vậy của chú anh chị. Mà thậm chí quý vị thấy không, em đã phát hiện rất là nhiều lần chú Bảy này đi vào Facebook của những người mà đang bảo vệ Hồng Loan đó cô chú anh chị, là chửi bằng là chữ, những cái chữ giống như là chữ XL đó, hiểu vì biết là gì đúng không? Mình là một người nghệ sĩ, tất nhiên là các nghệ sĩ mình đang trong drama thì phải có người thương người ghét rồi. Mình phải giữ hình tượng, ít ra mình cũng khoe mình là em của ông Năm, thì ông Năm xưa giờ đâu có đi chửi tay đôi với khán giả, mà bây giờ đi chửi khán giả. Rồi ngày hôm qua lên livestream đúng không, hai người ngồi cười hớn ha hở, rồi xong rồi chửi khán giả, nào là chửi khán giả là cá cha, rồi ăn phân này kia, rồi là thắt đức này kia. Em nói thiệt với cô chú anh chị chứ, mình là người công chúng thì có người thương người ghét, không lẽ bây giờ mình phải đi đáp tay đôi với những người đó? Mà biết bao nhiêu những đàn anh đàn chị, thậm chí ông anh mình dành cả đời để giữ cái uy tín cũng giống giữ danh dự, giữ cái sự tôn trọng cho khán giả, mà mình là một cái người em, mình lúc nào mình cũng đi khoe, mà bây giờ mình lại đi làm như vậy, có phải là mình đã đạp đổ những gì mà ông anh mình gây dựng không? Vậy là yêu thương sao, đúng không? Mà một người nghệ sĩ mà lại đi làm như vậy thì thua, đúng không cô chú anh chị? Bởi vậy bạn này bạn có một cái bài chia sẻ rất là hay nè, em muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị để chúng ta xem thử có đúng hay không. Mình không nói gì thì người ta không biết mình u hay không, chứ một khi đã nói ra rồi thì người ta khẳng định mình ngờ u ngu thiệt 100%. Mình chót phá của bố của mẹ đã cảm thấy nhục nhã vô cùng, có khi phải tránh mặt người quen. Đây là phá của anh lại còn cảm thấy tự hào, hãnh diện. Cảm thấy hơn người khác ở chỗ là có ông anh khán giả cam tâm tình nguyện trả nợ. Ở chỗ là có ông anh khán giả cam tâm tình nguyện trả nợ cho mình, thì tôi xin vái các người, vái
các người, cả nón, cả hai tay, hai chân. À, có hiểu nghĩa gia đình, ruột thịt là gì không? Giờ mới biết chú phải bán một vài thứ để trang trải, nuôi con, gì? Con nuôi chú mua lại, gì? Con nuôi chú mua lại để giữ làm kỷ vật. À, vậy mà lũ em, cháu, ruột ở nhờ, có tiền lại mua đồ ăn riêng, còn chờ anh, chờ cậu tổ chức ăn nhậu để ăn ké. Ăn ké chưa đủ còn lôi kéo bạn bè để hít ké. Không hiểu họ từ hành tinh nào đến đây vậy. Sao kê hãy đưa họ về vũ trụ của họ đi. Nói thiệt mà đúng không cô chú anh chị? Bạn này chia sẻ cũng ý cũng rất hay đó, nhưng mà viết tắt có nhiều từ thì không hiểu, nhưng mà ý đại loại như thế này nè. Mình và sự ăn bám của ba mẹ thôi là mình cảm thấy ngại rồi, đúng không cô chú anh chị? Mà cái điều đó là điều đương nhiên. Còn đằng này á, em mà ăn bám của anh mà từ lúc mà chưa có gia đình tới lúc mà có gia đình mà không biết ngại, còn nói là hãnh diện vì tôi có người anh như vậy nữa, và tự hào nó giống như cô cháu gái cũng hồi chiều cũng đăng lên bài đó, tự hào nói rằng á, tôi ăn bám của cậu tôi thì có liên quan gì tới ai? Ủa gì tài sản của ba người ta để lại thì có liên quan gì tới ai, đúng không cô chú anh chị? Họ đang đánh cháo khái niệm con thương ba, con nhớ ba là sai, còn em nhớ anh, em nhớ tài sản của anh thì là đúng, con nhớ cậu, con nhớ tài sản của cậu thì đúng. Vậy thấy lạ đời không? Lạ đời không? Mà cái gì là khó thì họ đã bỏ qua hết, còn cái gì dễ họ dành, đúng không cô chú anh chị? Nếu mà Hồng Loan là con nuôi, Hồng Loan là con tu hú, Hồng Loan bị từ rồi á, thì em hỏi cô chú anh chị cần gì cái trong cái cuộc họp 21 ngày, đúng không cô chú anh chị? Như đó đủ hiểu rồi, trong cuộc họp 21 ngày nếu Hồng Loan là cái người mà bị ông Năm từ rồi thì làm gì trong 21 ngày cô Sáu và chú Bảy phải đi xin Hồng Loan để được đồng sở hữu, đúng không? Phải đi thương lượng. Đã nói là con nuôi đã bị từ rồi làm gì nữa mà phải đi thương lượng, đúng không? Và chính cô Sáu nói rằng là Hồng Loan giấy tờ nhà ba mày đưa mày đâu rồi? Ủa Hồng Loan bị từ rồi thì giấy tờ nhà ông Năm đưa Hồng Loan làm gì? Đúng không cô chú anh chị? Thật sự ra nói những tình tiết đó thôi thì đây là chính miệng của cô Sáu nói nha cô chú anh chị ha. Chính miệng của cô Sáu và chú Bảy nói, chứ không phải là Hồng Loan nói, mà cũng không phải là ai kể hết trơn á. Cái này là chú Bảy và cô Sáu nói, và chính họ là người đưa cái âm này lên, thì con đường nào chối nữa giờ. Nó mà giờ này đi tranh giành, đúng không cô chú anh chị? Đó, bởi vì thật là đáng tiếc, đúng không? Đó. Còn liên quan tới cái câu chuyện mà về pháp lý của Hồng Loan thì em xin nói lại một lần nữa là tất cả mọi thứ vẫn được đang diễn ra ha. Còn ai tin không tin thôi. Giả sử mình tin mình hiểu á thì mình tiếp tục mình ủng hộ, còn mình tin không hiểu thôi, đúng không? Bây giờ Hồng Loan đâu có trách nhiệm mà phải là phải trình báo mọi người là đang làm tới đâu rồi. Em nói thật sự nếu pháp luật cho phép thì Hồng Loan cũng làm những cái điều đó của chú anh chị. Còn này pháp luật không cho phép thì sao phải trình báo, đúng không? Rồi giả sử như ai nói mình hay đó, vỗ ngực xưng tên bay vô đi. Tôi đảm bảo Hồng Loan đưa tôi những thông tin này, trong vòng một tháng tôi sẽ làm ra ngô ra phai, không làm ra tôi chịu trách nhiệm. Dám không? Hay là bay vào, tưởng dễ ăn lắm, bay vào xong rồi làm không được, cái yêu cầu người ta cái này cái nọ, cái không được. Trời ơi, mình phải vào là mình giúp người ta thêm thoải mái, giúp người ta, chứ không phải là vào để mà kêu người ta phải cung cấp cái này, cung cấp cái kia, cung cấp cái nọ, rồi không được, cái giận hờn, cái bỏ đi, rồi lại có những cái người mà lại chỉ trích Hồng Loan là sao kê, rồi sao kê tới đâu rồi. Rồi bây giờ lại chuyển qua là đi công kích những cái người mà đang ủng hộ Hồng Loan. Ủa, giả sử như mình muốn tốt cho Hồng Loan, đúng không? Mình nhắn tin riêng Hồng Loan, nói Loan ơi, nên cẩn thận những người này, tôi thấy những người này y gì vậy nè. Đó, xong rồi, cái đó là cái việc, cái đó là giống như là trao đổi để không mất hòa khí, đúng không? Chứ đâu phải là chia bè bảy nổi. Rồi bây giờ chia ra những cái người mà ủng hộ cái drama trước thì không được vào ủng hộ drama này. Ủa, mọi người đều có cảm nhận và có quan điểm, giả sử tôi ủng hộ cái drama trước đó, không lẽ drama này không cho tôi ủng hộ, đúng không? Bởi vậy thua luôn cô chú anh chị. Nhưng mà thôi, hãy bỏ qua hết đi mấy anh em ơi. Em thấy cùng chung một cái chuyến tiến, cùng chung một cái chuyến xe buýt để mà đem đến cái việc mà lấy lại cái danh dự cho người đã mất, cũng giống như là làm rõ cái câu chuyện. Quý vị thấy không, giờ bên xã hội đó xảy ra rất là nhiều câu chuyện tương tự. Thế nào thấy mẹ con cô Sáu làm được, người ta cũng bắt chước ta làm theo đó. Người cô đó cũng đó,
nói là con của ông anh mình là con nuôi rồi dành hết tài sản rồi đuổi con mình ra đường đó. Bây giờ là mọi người xã hội đang đang giúp đỡ đó. Nếu thật sự nó nổ ra câu chuyện này và nó kết thúc đi, em đố thật sự không ai dám làm những cái chuyện này hết. Tại vì ta biết làm thua mà thua một cách thảm hại nó ai dám làm, đúng không cô chú anh chị? Đó, bởi vậy cần phải làm sáng tỏ cô chú anh chị ha. Thì có video cũng xin giới thiệu với cô chú anh chị ha. Đây là bánh đậu phộng hình nón lá đây. Một bịch như vậy là gồm 5 cái giống vậy nha cô chú anh chị ha. Chỉ có 120 ngàn đồng một bịch thôi. À, cô chú chị mua hãy liên hệ số điện thoại là 0879 262 482. Em xin nhắc lại 0879 262 482 để được gặp Tiến nha cô chú anh chị ha. Đây, bánh là như vậy nè cô chú anh chị ha. Đó, bánh đậu phộng mình để ở ngoài là khoảng chừng 15 đến 20 ngày là vẫn ăn ngon thôi cô chú chị, không thôi mùi dầu. Còn mình để trong tủ lạnh á, thì mình đợi 1 2 tháng là chuyện bình thường, vẫn giòn vẫn ngon thôi cô chú chị ha. Đây là sản phẩm ở quê Tiến nè. À, cô chú nào mua thì liên hệ Tiến nha. Một bịch nó tới 5 cái là đó. Thì cô chú nào mua thì hãy liên hệ số điện thoại 0879 262 482. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị. Bye bye.